Mẹ ơi mở cửa. Biết rồi con đi tù đồ quê. Rồi mẹ ba đâu rồi? Ba dễ rồi. Mày đi bú lộn chó ai mới về vậy? Đủ má mày đừng mất dạy nha. Mày đuôi gì mày không thấy tao đi cắt tóc hả? Cái đầu như đủ má như cái nùi vẽ tù lồn vậy. Một tháng đi tao đi cắt 80-90 lần. Mày dư tiền quá ha. Đủ má có dư tiền cũng tiền của tao. Tao đi ở đợi muốn xình cái lồn lên cho người ta mới có. Chứ tao đâu có ngửa tay xin mạng ngàn nào mà mày nặng nhẹ. Đủ má mày nói tiếng nữa tao bắt đầu mày chích mày nha mẹ. Mày tính tao hỏi mở cửa cho mày vô luôn không? Đủ má cho mày có mở cửa không thằng chó đẻ? Đập chiếc xe banh nè. Ơi, xe của bả chứ đâu phải xe của tao. Đập thoải mái. Nè, cái lùn má mày tối nay đừng có lấy tiền tao đi bay lắc nữa nha thằng chó đẻ. Tao lấy cái đủ đó cho mày á, bứt lông lồn tao này cho mày đi. Đủ má chắc tao cần mày ơi. Thôi để tao mở cho mày ơi. Đủ má mày cà gỡn, bữa nào tao sáng cái nón bảo hiểm lên đầu mày chích đĩ mẹ miệng bữa à. Đủ má cái mồi lồn mày hổn, bữa nào tao trắng nước chết con đĩ mẹ mày bây giờ nè. Mày làm vợ tao chứ không phải làm bà nội tao nha. Vô đi con đĩ. Đủ má mày có tài trong nhà, ra đường bị người ta đập như chó vậy á. Ai đập tao? Ông cứu nội mày đập tao hay gì? Hả con đĩ mình la mo. Ừ đâu có đập, nó đá vô cuốn họng mày không à chứ đâu có đập. Đủ má tao cứu vô cuốn thượng mày quýnh không? Đi mày. Đủ má tao không có giỡn với mặt lồn mày nha. Đụng mặt lồn mày giỡn tao thì có. Đủ má. Con đĩ mẹ mày nha. Ôi đáng à, đủ má tao phái hết biết phái. Sao mày không chết luôn giùm tao một cái? Sao không gãy giò luôn giùm tao một cái? Đủ má chuyện không may mắn chắc tôi muốn bà ơi. Một hồi tao mai củ chổi lên đầu mày chích con đĩ mày à, mày giờ. Rồi sao bà không mai củ chổi lên đầu con đĩ hả? Bá đéo đứng sát bên bà đó kìa. Đủ má đi cắt tóc giờ mới về. Dùng con đĩ hà ngựa hà bá đéo. Rồi đủ má tết nhất tới nơi mày không cho tao đi làm đẹp hay gì? Mẹ ba cũng làm tóc đó sao mày không nói bà đi? Đẹp đâu tao không thấy. Tao thấy mày với bà, người thì giống bà thì giống cây chổi lông gà, còn mày á y chang cái trình hình luôn vậy đó. Tao nhìn mà tao mắc ngán luôn á. Còn mày mày giống gì? Giống đầu đình tứ phủ á mẹ, giống Ma Lai gút ruột á. Đủ má tao đâm mày lòi ruột mày bây giờ nè. Chứ Ma Lai gút ruột không? Dùng con đĩ là dạ so. Đủ mẹ mày giỏi không? Mày giỏi không? Giỏi đi ra ngoài đường kìa. Đủ mẹ mày ra ngoài đường thứ cơ 1 phút 30 giây mang đầu máu về không? Làm gì hay lắm hay gì? Đủ má ra đường thăm cái chiến giái đánh lô tô, cặp giái đánh lô tô chứ dùng thứ chiến giái mũ mà mở miệng ra đâm với chém. Giỏi quá, khôn quá. Con cà. Mày coi nó mất dạy vậy không? Đủ má thằng này sớm muộn trời cũng đánh thánh cũng đâm nó chết đỉ mẹ nó. Người rửa tay, rửa mặt, tắm, rửa, xịt cồn rồi nha, đi làm tóc, làm mơ. Dạ. Đủ má nhìn mày gọi đầu tao ngứa tai quá trời đi. Đủ mẹ tướng thì như cái núi vậy đó. Mà đặt gọi đầu hiểu đều hụt nữ đâu. Đủ má mày giỏi mày lại đây mày gọi cho tao mày. Ok mày luôn. Đủ má nhìn thấy chán ghê chứ. Ủa nè. Đủ má cái đầu đang đẹp vậy á. Đủ má chắc như mấy sợi lông lồn vậy đó. Đủ mày nghe. Nè, rửa nè. Đủ mẹ mày nào xuống ra ngoài coi. Tao gọi đầu cho mày, mày làm gì vậy? Đủ má mày quýt mày thích mẹ với tao à. Mày rửa nè. Tóc cho mấy sợi lông lồn mày xuống hết.
mày làm cái lồn gì vậy? Ai bảo mày quýnh tao? Đủ mẹ, tại mày ngựa hết tóc như mấy sợi lông lồn mà cũng bạc rạc hết. Hết nè, hết. Hết nè, mày cúi đầu xuống đây. Tao trắng nước chết tôi đỉ mẹ mày luôn. Mày làm cái lồn gì vậy? Vô lỗ tai tao nè, con đỉ. Đủ mẹ. Má mày đưa đây coi. Trời ơi, mẹ luôn này. Nè. Làm cái lồn gì á? Mẹ. Mày cúi đầu xuống. Vô đây. Đó. Đó mày thấy chưa? Đụ mẹ. Mày làm gì vậy? Nè. Thấy gì chưa? Nè, qua cái nhớt nè, nhớt thay nè, ăn trong làm biến nè. Và đi đụ má, đi đi uống tóc nè, đi cắt tóc nè. Hết tóc như mấy sợi lông lộn mà đặt cũng hết. Nè, mày cúi đầu xuống. Mẹ nước. Nè, trà ba cái hòm nè. Mày thấy cái hòm của mày chưa nè, đó, thấy chưa. Nè, đụ má, cúi đầu xuống, đó. Đó, tao tắm gì cho mày đó, mày thấy đã chưa. Được chưa? Trang web trực tuyến gdb6789.com, nhà cái uy tín làm nên thương hiệu. Đặc biệt gdb6789 với những hội nhóm chuyên gia soi kèo, đọc lệnh giúp anh em nâng cao tỷ lệ chiến thắng cao. Gdb6789 nạp rút nhanh, tỷ lệ 1:1 không mất phí, liên kết tất cả các ngân hàng ở Việt Nam, siêu hoàn trả không giới hạn dành cho thành viên của gdb6789.com, khuyến mãi và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho thành viên mới, giải trí trực tuyến hàng triệu người chơi cùng lúc, an toàn, công bằng, số tiền rút nhanh không giới hạn và nhiều người chơi lựa chọn.